Rồi, chào cả nhà, lâu lắm mới ra thăm má, nay đi ăn bún luôn. Má vẫn khỏe là mình vui rồi. Hôm nay được ăn bún của má này. Đây. Đây. Lâu lắm mới được ăn lại bún bò của má, cho con một cái móng giò đi. Móng giò. Móng. Đấy, móng giò đấy. Má vẫn bán ở đây từ ngày nào từ mấy giờ má nhỉ? Từ 1:30 đến 1:30 tới 5 giờ, 6 giờ, 5 giờ thôi. 5 giờ. Dạ, 1:30 tới 5 giờ chiều nha cả nhà. À, má bán ngay cổng ga xe lửa nhá. Ngày xưa là ăn bún bò của má giờ bị ghiền luôn rồi. Dạ, ngày xưa ngày nào ăn ngày nào cũng quay. Bây giờ thì ở xa quá nên là lâu lâu mới ghé qua má được. Dạ. Dạ. Cái con này ít cho mặn nha. Chờ mặn á. Khỏi ớt. Người con lấy cái dao này nha. Nhà quế cho nó không tiền nhà quế. Mà lấy dao quế à con này. Rồi. Ok. Rồi quý vị, lâu lắm rồi mới ăn bún bò sân ga này. Ga xe lửa nha, ngay cổng ga xe lửa luôn. Bún bò ở đây thì má nấu theo đúng phong cách của Huế luôn mà rất là ngon. Ngày xưa thì Kiên hay ăn ở đây hoài. Mà chuyển chỗ ở cái là ít ăn ở đây luôn vì xa quá. Rất là ngon nha, mà nấu rất là thơm. Đây mà nấu chủ yếu là nấu bún bò gần Huế này, gần này quý vị, gần với lại giò nhá. Ngoài ra còn có mắm ruốc Huế, mắm ruốc Huế ăn rất là ngon.
bún mà chất lượng quá. Ăn này quá ngon. Tô này ăn nói tối luôn. À, mới quay lại clip có một nghe á. Nó đứa thôi ơi, xúc dày là coi như 2 tiếng ngồm 3 chiều đó. Dạ. Thì ai cần học. Ê, đúng đưa, kiếm xuống đây, quên xuống lại. Quay đi nồi bún bò này. Này, này bún bò đây. Này, má cho. Má cho quay nồi bún bò. Hấp dẫn. Hôm nay nó chưa sôi rồi má. Sôi rồi mà đây cho lửa nó riu thôi, cho luôn nó mềm. À. Nhìn giòn dày mới ngon. Ừ. Mềm không ngon. Bột lại cũng được. Dạ. Mình bạn đã sạch sẽ từng người. Bạn sạch sẽ. Tôi có phép tẩy ăn nhiều lắm. Đúng rồi. Nhất là con tạm. Ừ. Tạm thì con mấy hai con bỏ lên. Này chanh người. Đặc biệt là cái món này, con thích cái món này ăn thơm. Cái này là cái gọi là mắm ruốc. Không phải, tôm tươi và ruốc. Tôm tươi với ruốc. Này là ớt này. Đấy, ăn bún bò của má là không phải thiếu hai món này để thay món này. Ai hồi nói đấy, chú Kiên quay vô tôi mới đi ăn đây. ngày xưa là ăn của má ngày nào cũng ra ăn hết. À đây vô nghe má tâm sự rồi. Ủa mới má có hai việc quên không? Hai việc quên. Về nha, mới về mới lên đó. Mới về mới lên hả? À. Mới về điều làm điều quê hả? Điều rồi. Điều với tiêu. Điều với tiêu. Thế bố có ở đây không? Mới lên đó. Mới lên hả? Lên lọc phù bánh, bánh lắc lọc. À, dạ. Bánh lọc bán. Bánh lọc bánh. Hôm nay không có bánh lọc hả má? Bánh lọc bánh nằm mấy. À, mấy hả? Bánh lọc bánh nằm là coi như ngày nào mình bán nhiều lắm. Dạ. Lọc mười mấy chập bánh chập, làm con tươi tôi cũng nhảy. Đấy thì cho nó sôi lên xíu nó mới nóng. Giờ nấu mà bán đến mấy giờ là 4 giờ là hết rồi đúng không? Ăn từ 15 giờ đến 4 giờ, 2 tiếng là hết cái nồi này. Nấu 2 nồi luôn, 2 tiếng mà hết 2 nồi. Cái giò ra là sợ nó mềm. Dạ. Xem má vớt giò này cả nhà. Thấy cả nhà thấy cái nồi hấp dẫn không? Bò đi anh ơi. Bò Huế. Bò gân Huế. Bò gân Huế chú. Gần cái bánh bè cho bé. Bánh bèo, bánh bèo hôm nay má không nấu hả? Bánh lọc hết rồi, bánh lọc hết rồi. Bỏ cái cô chủ nợ thời gian quay lên. Dạ. Đưa qua Facebook lên học vững. À. Đó lên đậu dày đó, bình thường đậu đều cái giá vì sao ăn mà không có nhức đầu. Ừ. Hai vợ chồng đi xe hơi á. Dạ. Đó nên sao mà cô đậu cái gì mà giò má Ninh nhìn rất là hấp dẫn, rất là ngon. Một xong nhỏ mà toàn thịt nồi gần Huế thì ngon quá. Má nấu toàn gần ngon quá. Không trời đây ba có gân mà. Trời ơi, bà bán một ngày. Ngày nào tôi lấy nó 5-6 ký. Buổi sáng là chị bán trong chợ mà. Nói chung là sao mà nấu ngon bằng má được. Má nấu cả mấy chục năm rồi. Ba mấy năm rồi. Ngày qua có gặp cái ông lớn ở sân trà đã lặng á, vô ông đó. Qua thì cũng nhận liền á. Thôi đi rồi, mở vô cũng nữa. Cái này làm hết cả thùng bia chú nhỉ? Cái này đem mua thùng bia làm thêm bát nước mắm ớt nữa, thôi rồi rồi. Mắm ớt nữa là thôi rồi luôn, hết thùng bia luôn. Đấy, hấp dẫn.
đứng này ai hỏi thôi. Rồi cảm ơn má.